Mình đã bảo người yêu mình quay clip lại để mình hướng dẫn các bạn, rất là đơn giản thôi. Chọn New, chọn Take Document và đổi tên tập tin. Ok, đổi tên xong thì chúng ta sẽ paste cái mã code mình để trong phần comment á, và sửa nội dung và tiêu đề. Sau khi đã sửa xong nội dung và tiêu đề, chúng ta vào file Save As, đổi đuôi thành VBS. Và lưu lại. Thế là đã xong rồi. Rất nhiều bạn bình luận là trai IT dễ thương xỉu, nhưng mà người yêu mình không phải trai IT nhưng vẫn dễ thương xỉu luôn. Chúc các bạn tỏ tình thành công nhé.